Nếu như chúng ta cầm cầm tay phanh và kéo về phía sau thì đó là đang sử dụng tay phanh. Còn nếu như muốn nhả tay phanh tức là gì? Chúng ta phải tay phải bóp khóa hãm và đẩy cần phanh tay về phía trước hết hành trình. Tay phải bóp khóa hãm đồng thời đẩy cần phanh tay về phía trước hết hành trình. Đó là thao tác đúng. Muốn mà sử dụng tay phanh thì cầm gì ạ? Kéo về phía sau. Còn nếu như muốn nhả tay phanh thì tay phải bóp khóa hãm và đẩy cần phanh tay về phía trước. Về lựa chọn quỹ đạo quay đầu xe, chúng ta lựa chọn quỹ đạo quay đầu phù hợp. Chúng ta lựa chọn đó là gì? Quay đầu xe ở nơi được phép quay đầu. Không lựa chọn đó là gì? Quay đầu xe trên đường hoặc trên cầu có một làn xe, nơi đường bộ giao nhau cùng bước với đường sắt. Hay là gì? Không quay đầu xe trên cầu hoặc trong hầm đường bộ. Còn thì chúng ta lựa chọn quỹ đạo quay đầu phù hợp này, lựa chọn nơi cho phép quay đầu xe để quay đầu xe. Nếu quay đầu xe ở nơi nguy hiểm, tức là nơi mà chúng ta có thể nói là ở phía bên là một cái vực chẳng hạn, thì chúng ta phải lựa chọn đầu xe về phía nguy hiểm và đuôi xe về phía an toàn. Để lúc này làm gì? Chúng ta nhìn được, chúng ta khống chế được tình huống nguy hiểm đó. Được chưa? Lựa chọn đầu xe về phía nguy hiểm và đuôi xe về phía an toàn. Sang việc đó là gì? Điều khiển xe ô tô tự đổ. Xe ô tô tự đổ đó là việc xe ô tô sử dụng cơ cấu nâng hạ ben để đổ hàng. Nâng hạ ben để đổ hàng. Vậy thì khi mà đi trên những đoạn đường xấu, đường có nhiều ổ gà lồi lõm, chúng ta sẽ phải đi chậm để cái thùng xe không bị lắc quá mạnh dẫn đến hiện tượng lệch ben. Thế chứ nào? Khi đi trên đường xấu thì nên đi chậm để tránh hiện tượng bị lệch ben. Và khi lựa chọn đổ hàng thì vị trí đó là gì? Lựa chọn vị trí là nền cứng để chúng ta đổ hàng. Việc điều khiển xe cơ giới đi ngược chiều vào ban đêm, chúng ta chú ý đến việc sử dụng đèn. Đó là gì? Chúng ta phải lựa chọn chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần. Đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần. Nếu như đèn của xe đối diện gây chói mắt thì chúng ta sẽ không nhìn thẳng vào đèn của xe đi ngược chiều, mà nhìn check về phía bên phải theo chiều đi của mình, tức là nhìn về check về phía lề đường của mình ấy, để tránh cái hiện tượng là gì? Đèn của xe đi ngược chiều gây chói mắt và làm ảnh hưởng tầm nhìn của chúng ta. Thứ hai đó là, tiếp theo đó là khi điều khiển xe đi trên đường trơn trượt lầy lội, chúng ta cứ tưởng tượng đó là gì? Khi mà chúng ta đi xe mô tô đấy, mà chúng ta đi qua những cái đoạn đường trơn mà chúng ta đi nhanh và phanh gấp thì dẫn đến cái hiện tượng chúng ta thường là gì ạ? Cái bánh sau của xe chúng ta nó sẽ bị trời ngang đi. Cho nên là khi mà điều khiển xe đi trên đường trơn trượt thì lựa chọn đó là gì? Không lấy nhiều lái, không đánh lái ngoặt và không phanh gấp. Được chưa ạ? Không lấy nhiều lái, không đánh lái ngoặt và không phanh gấp. Chúng ta sẽ có cách để sử dụng chân đối với xe ô tô số tự động. Xe ô tô số tự động tức là dòng B11 thì nó chỉ có bàn đạp ga và bàn đạp phanh mà không có bàn đạp ly hợp. Cho nên bàn đạp ga và bàn đạp phanh nó nằm ở phía bên chân phải, thì chân trái sẽ được nghỉ ngơi và chân phải điều khiển bàn đạp ga và bàn đạp phanh. Thế chứ nào? Thường là bàn đạp ly hợp nó sẽ nằm ở bên trái, mà xe ô tô số tự động không có bàn đạp ly hợp, cho nên là chân trái sẽ được nghỉ ngơi, chân phải sẽ điều khiển bàn đạp ga và bàn đạp phanh. Sang bộ môn cấu tạo và sửa chữa thông thường. Cấu tạo của kính chắn gió đó là loại kính an toàn nhiều lớp và đảm bảo tầm nhìn của người ngồi lái. Về kính chắn gió, đó là loại kính an toàn đảm bảo tầm nhìn của người ngồi lái. Về các loại đèn lắp trên xe ô tô, thì chúng ta sẽ kể đến những cái loại đèn tối thiểu mà thôi. Đó là gì? Đèn chiếu gần, đèn chiếu xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm và đèn tín hiệu.
Còn cái dòng mà đèn pha trên nóc xe ấy, thì có một số loại xe nó có. Và gì? Theo những cái gì tiêu chuẩn cụ thể và gì tối thiểu thì dàn đèn pha trên nóc xe có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nó phải đáp ứng là gì? Phải có đèn chiếu gần, đèn chiếu xa này. Bởi vì sao? Tham gia giao thông trong khu đô thị thì chúng ta phải bắt buộc chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần vào một ban đêm. Thứ hai, tại sao lại phải có đèn soi biển số? Đèn soi biển số, trong biển số đương nhiên là gì ạ? Chúng ta sẽ khi nhìn vào biển số vào ban đêm trong thường là thấy biển số nó sáng lên. Đó cũng là một cái cách để cảnh báo về cái gì, khoảng cách an toàn cho những cái xe ở phía đằng sau. Và đương nhiên là xe lưu thông vào ban đêm thì phải có đèn soi biển số để cho gì, người ta ghi nhận về cái hình ảnh hoặc là người ta đọc được cái biển số xe của mình. Tiếp theo, đèn báo hạn. Đèn báo hạn trong trường hợp là gì, xe của chúng ta gì đang đi mà tự nhiên mà cái đèn đằng sau mà nó sáng lên màu đỏ thì chứng tỏ là gì, xe của chúng ta đang phanh chẳng hạn, thì những cái người tham gia giao thông cùng chiều phía đằng sau họ cũng nhìn từ đó để người ta định dạng định mức được gì về cái khoảng cách an toàn. Tiếp theo là đèn tín hiệu, muốn chuyển hướng phải phát tín hiệu. Và ban đêm từ 22 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng, chúng ta tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư chỉ được báo hiệu bằng đèn mà không được sử dụng còi. Về cấu tạo của bánh xe, cái bánh xe của chúng ta đó, thì chúng ta thấy là có cái lốp xe mà gắn vào cái vành đĩa, đúng chưa? Vậy thì khi mà yêu cầu về cấu tạo của bánh xe thì chúng ta phải có những cái ý nó nói về gì, yêu cầu về lốp xe và yêu cầu về vành đĩa, để hai cái thứ này nó gì ạ, gộp chung lại với nhau để tạo thành cái bánh. Thế chứ nào, ví dụ như là đối với lốp xe thì phải là gì, phải là hoa lốp đồng đều này, lốp đúng cỡ lốp của nhà sản xuất chẳng hạn. Còn đối với vành đĩa thì không được dạn nứt cong vênh, phải gì ạ, quay trơn, đó thì mới tạo thành gì, cái bánh xe được. Về âm lượng còi điện lắp trên xe ô tô, âm lượng còi điện lắp trên xe ô tô nó sẽ phải phù hợp với cái ngưỡng nghe được của tai người và sức chịu đựng lớn nhất của tai người. Bởi vì sao? Âm lượng mà lắp trên xe thì đây là cảnh báo giữa phương tiện với phương tiện, nhưng con người lại gì ạ, lại nghe cái âm thanh đó. Cho nên là nếu như nó nhỏ hơn 90 decibel này thì tai người của chúng ta không thể nghe được. Còn nếu như lớn hơn cái ngưỡng 115 decibel này thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng bị điếc tai. Vậy âm lượng còi điện phù hợp với ngưỡng nghe được của tai người đó là từ 90 decibel đến 115 decibel. Tiếp theo, về nguyên nhân của động cơ diesel không nổ. Vậy thì tất cả các dòng động cơ, ví dụ như là động cơ xăng hay động cơ diesel đều nó có những cái đặc trưng riêng của nó. Đối với động cơ xăng, đặc trưng mà để phân biệt với động cơ diesel đó là gì? Không có tia lửa điện. Không có tia lửa điện đó là gì? Đặc trưng của động cơ xăng không nổ. Còn đối với động cơ diesel thì đặc trưng của nó đó là gì? Nhiên liệu tự bốc cháy mà không cần đến tia lửa điện. Khi mà nhiên liệu được đưa vào một cái lốp thì bằng cách nén khí ở áp suất cao và nhiên liệu nó sẽ tự bốc cháy. Cho nên trong cái nguyên nhân dẫn đến động cơ diesel không nổ, nó sẽ không có cái cụm từ không có tia lửa điện, nhớ không quên. Và nó chỉ có gì ạ, hết nhiên liệu này, lõi lọc nhiên liệu bị tắc, lọc khí bị tắc, nhiên liệu bị lẫn không khí và tạp chất. Đó là nguyên nhân của động cơ diesel không nổ. Còn đối với động cơ xăng thì nó gồm có những cái đặc trưng này, nhưng nó có thêm cái cụm từ là không có tia lửa điện. Về dây đai an toàn lắp trên xe ô tô, chúng ta có đó là gì? Phải lắp đặt chắc chắn, không bị rách đứt, khóa đóng mở nhẹ nhàng. Và trong cái cơ cấu của dây đai an toàn, chúng ta thấy rằng nó kéo ra thu vào nhẹ nhàng thì hoàn toàn gì ạ, bình thường. Nhưng chúng ta cầm cái dây đai mà giật mạnh thì dây đai nó sẽ giữ lại, bởi vì nó có cơ cấu hãm giữ chặt dây khi bị giật đột ngột.
Cho nên khi mà chúng ta dừng xe đột ngột á, chúng ta vẫn giữ được thăng bằng nếu như chúng ta thắt dây đai an toàn. Chúng ta không bị gì lao đầu về phía trước là có cơ cấu hãm giữ chặt dây. Còn nếu mà cơ cấu hãm mở thì tức là khi xe dừng lại chúng ta lao đầu về phía trước này thì dây đai nó sẽ bung ra như thế này, thì dây đai đó nó không còn tác dụng nữa. Rồi chúng ta sang định nghĩa về động cơ bốn kỳ. Động cơ bốn kỳ đó là gì? Piston sẽ thực hiện bốn hành trình, trong đó có một lần sinh công. Còn đối với động cơ hai kỳ thì piston sẽ thực hiện hai hành trình, trong đó có một lần sinh công. Chúng ta sẽ có công dụng của hệ thống bôi trơn. Công dụng của hệ thống bôi trơn thì công dụng của hệ thống bôi trơn đó là gì? Cung cấp dầu bôi trơn. Mà dầu bôi trơn ở đằng trong gì, động cơ của chúng ta thì gì ạ? Giảm mài mòn này, chống gì này, làm sạch, được chưa ạ? Vậy thì công dụng của hệ thống bôi trơn đó là cung cấp dầu bôi trơn. Bước sang niên hạn sử dụng của xe ô tô tải. Niên hạn sử dụng của xe ô tô tải thì xe ô tô tải của chúng ta sản xuất ra nó chỉ có thời hạn sử dụng 25 năm kể từ năm sản xuất. Còn đối với xe ô tô chở người trên 9 chỗ, xe ô tô chở người mà trên 9 chỗ đó thì đó là bắt đầu từ 10 chỗ trở lên. Và gì 10 chỗ trở lên thì đó là xe ô tô hạng D và xe ô tô hạng E, tức là trên 9 chỗ ngồi đấy, thì nó chỉ có thời hạn sử dụng là 20 năm kể từ năm sản xuất. Đây, chuyển sang công dụng của động cơ ô tô. Động cơ ô tô khi làm việc thì nhiệt năng sẽ biến đổi thành cơ năng và biến thành động năng để truyền đến các bánh xe chủ động và làm cho xe của chúng ta chuyển động tinh tiến. Được chưa? Đó là nhiệt năng nó sẽ biến đổi thành cơ năng, công dụng của động cơ ô tô. Công dụng của hệ thống truyền lực sẽ là dùng để truyền moment. Công dụng của ly hợp sẽ là truyền hoặc áp truyền chuyển động. Ly hợp đó là gì? Côn ấy, ly tức là tách ra mà hợp là nhập vào. Vậy tách ra thì nó sẽ là ngắt, mà nhập vào thì nó sẽ là truyền. Vậy thì chúng ta sẽ có tiếp theo là về công dụng của hộp số. Công dụng của hộp số đó là dùng để truyền và thay đổi moment từ động cơ đến bánh xe chủ động. Cắt truyền động cơ đến bánh xe chủ động và đảm bảo cho xe ô tô của chúng ta chuyển động lùi. Sang công dụng của hệ thống lái thì chúng ta đi về hướng nào, chúng ta điều khiển hệ thống lái về hướng đó. Vậy công dụng của hệ thống lái đó là thay đổi hướng chuyển động, giữ cho xe chuyển động theo hướng xác định. Và công dụng của hệ thống phanh là dùng để giảm tốc độ và giúp cho xe của chúng ta đứng yên trên dốc. Rồi, bây giờ để tiếp tục cho nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu từ câu số 181.